Hầu hết với những người mới tập luyện đều có chung thắc mắc là tập gym bao lâu thì giảm cân, hay tập bao lâu mới tăng cơ. Đây là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm nhất khi bắt đầu với bộ môn này. Vậy tập gym như thế nào để giảm cân hiệu quả? Xác định mục tiêu tập luyện rõ ràng, bạn hãy đặt ra thời gian để đạt được mục tiêu của mình. Đừng ngại trao đổi với huấn luyện viên thể hình hay những người đã có kinh nghiệm để xin lời khuyên từ họ. Trong 3 tháng đầu tiên, bạn nên duy trì lịch tập 30 phút mỗi ngày và tập 6 ngày trong tuần. Sau 3 tháng đầu, bạn có thể nâng thời gian tập luyện lên 1 tiếng một ngày. Nếu bạn đã có thâm niên luyện tập từ 1 đến 2 năm, thì cường độ luyện tập tối thiểu nên là từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng một ngày và 3 đến 4 ngày trên tuần. Khởi động thật kỹ trước khi bắt đầu các bài tập gym như đi bộ, xoay cổ tay, cổ chân, gập bụng, giúp giãn cơ, giảm khả năng bị căng cơ, chấn thương khi tập. Bạn nên tuân thủ theo hướng dẫn của huấn luyện viên nếu như bạn mới tập. Nên tập theo thứ tự ưu tiên của các nhóm cơ. Ví dụ với 3 tháng đầu chỉ nên tập các bài tập cơ bản như cơ ngực, tay, vai. Tiếp theo bạn có thể đến với các nhóm cơ lưng, cơ chân và cơ xô. Cuối cùng là các bài tập gym nâng cao cho các nhóm cơ nhỏ ở từng bộ phận cơ thể. Thời gian luyện tập lý tưởng là từ 14 giờ đến 15 giờ. Lưu ý nên tránh các khoảng thời gian sáng sớm và tối muộn. Buổi sáng sớm là lúc cơ bắp của bạn được giãn nhất, việc tập gym dễ làm co cơ hay chuột rút. Còn buổi tối muộn, nếu tập gym có thể làm bạn khó ngủ do sự ê ẩm sau khi hoạt động mạnh. Trang phục khi tập gym. Khi tập gym giảm cân, bạn nên mặc các trang phục có độ đàn hồi tốt, nhẹ nhàng, mềm mại. Ví dụ như áo ba lỗ, quần đùi, áo thun. Trong quá trình tập gym, bạn nên ăn nhiều bữa nhỏ, mỗi bữa cách nhau 4 giờ. Bạn cần bổ sung đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng cho cơ thể bao gồm đạm, tinh bột, các loại khoai, vitamin. Bạn cũng có thể uống thêm sữa để bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết. Để đạt được hiệu quả giảm cân cao nhất khi tập gym, bạn không nên sử dụng các chất có cồn, thuốc lá, chất kích thích. Những thứ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả mà bạn khổ luyện. Trên đây là những đáp án thắc mắc tập gym giảm cân cần thời gian bao lâu và tập như thế nào mới có hiệu quả. Nếu bạn đang có ý định bắt đầu một bộ môn khác như chạy bộ, bạn có thể tham khảo các sản phẩm máy chạy bộ của tập đoàn thể thao Elite Sport tại đây. Nhớ chia sẻ nếu thấy bài viết hữu ích nhé.